Kính chào các thầy cô. Hôm nay mình xin giới thiệu về Padlet. Padlet là một ứng dụng bản thảo tương tác trực tuyến. Các thầy cô có thể hình dung nó như một bản tin dài vô tận mà mọi người có thể cùng ghim, cùng lên ý tưởng, cùng chia sẻ, cùng thảo luận. Trong video này mình xin chia sẻ cách đăng ký tài khoản Padlet và các tính năng của Padlet. Để đăng ký được tài khoản Padlet thì các thầy cô vào Google gõ từ khóa đăng ký Padlet. Các thầy cô vào đăng ký Padlet. Sau đó thì các thầy cô có thể đăng ký với tài khoản Google, tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Apple. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cách đăng ký với tài khoản Google. Thì cô vào đăng ký với Google. Sau đó lựa chọn tài khoản. Tài khoản ở đây là tài khoản đã đăng nhập sẵn ở Google rồi, chính là cái Gmail ạ. Thì cô chọn tài khoản. Tiếp tục đến Padlet. Sau khi lựa chọn tài khoản thì bản đăng ký, bản trải nghiệm, các đăng ký các trải nghiệm của Padlet hiện ra. Thì ở đây các thầy cô có thể chọn cái gói Basic. Gói này là gói free thì các thầy cô có thể trải nghiệm. Tuy nhiên với gói Basic này thì các thầy cô sẽ thấy là nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định mà mình sẽ giới thiệu ở phần sau. Thầy cô vào Continue được tiếp tục. Chào mừng bạn đến với Padlet, bạn đã là thành viên của Padlet và đến đây là thầy cô đã đăng ký xong cái phần tài khoản của thầy cô rồi. Thầy cô vào tiếp tục. Giao diện hiện ra. Ở đây các thầy cô thấy là đã có một cái bản mẫu Padlet. Thì đối với bản mẫu này thì các thầy cô có thể sử dụng hoặc các thầy cô có thể là lưu trữ hoặc là xóa hẳn nó đi. Đối với những cái trang Padlet mà các thầy cô vào mà chưa là tiếng Việt thì các thầy cô có thể vào góc bên trái của màn hình các thầy cô vào phần setting này để các thầy cô có thể đổi lại cái ngôn ngữ là tiếng Việt, và ở đây tên thì các thầy cô có thể đổi lại tên được. Và để tạo palette thì các thầy cô vào tạo palette. Sau khi vào tạo palette thì ở đây có những cái định dạng palette hiện ra. Thì đối với palette ở đây có định dạng palette thì có 7 palette: palette dạng tường, palette dạng dòng ngang, palette lưới, palette dạng giá, palette bản đồ, palette khung nền Kanban, dòng thời gian. Thế thì đối với những cái định dạng này thì cơ bản khác nhau ở bố cục. Thì đối với cái dạng tường là sắp xếp nội dung trong bố cục giống như là các viên gạch. Đối với dòng ngang là xếp nội dung thành một bảng tin dễ đọc, sắp xếp từ trên xuống dưới. Đối với dạng lưới thì sắp xếp nội dung theo từng dòng của hộp. Dạng giá là xếp nội dung vào một loạt các cột. Dạng bản đồ, thêm nội dung vào các điểm trên bản đồ. Dạng khung nền Kanban thì sắp xếp phân bố nhóm lại với nhau hay kết nối các nội dung bằng bất kỳ cách nào. Dạng dòng thời gian là đọc nội dung theo dọc theo một đường ngang. Thì để hình dung rõ hơn thì các thầy cô có thể vào phần xem trước. Các thầy cô có thể vào phần xem trước thì những cái định dạng này nó sẽ hiện ra để các thầy cô dễ hình dung. Đây. Ở đây là mình đang vào cái dạng giá thì thầy cô thấy là đây nó sẽ hiện ra là ở dạng như là các cột. Bây giờ mình sẽ thử tạo lựa chọn cái dạng giá. Dạng giá này là cái dạng định dạng mà rất là cần đối với lại công việc dạy học và giáo dục. Đây, mình sẽ lựa chọn cái dạng giá để các thầy cô có thể xem. Cột dọc hiện ra thì các thầy cô ở đây thì các thầy cô có thể sửa tên chủ đề, để tên tiêu đề. Thầy cô thấy là khi mình xóa cái tiêu đề bên này thì là sẽ cái tiêu đề bên này cũng sẽ biến mất đấy. Các thầy cô có thể ghi vào đây, ví dụ như mình ghi lớp chẳng hạn, lớp 9A chẳng hạn, môn học vật lý, tiếp mô tả, để mô tả là vui vẻ. Thầy cô xóa cái hướng dẫn mô tả đi, vui vẻ, tình cảm,
ví dụ như vậy. Biểu tượng có thể ở đây là lựa chọn biểu tượng hoặc các thầy cô không lựa chọn cũng được. Biểu tượng thì ở đây là có rất là nhiều biểu tượng, tùy các thầy cô lựa chọn bất kỳ. Biểu tượng đây các thầy cô thấy là biểu tượng nó ở góc bên trái của màn hình này. Điều tiếp theo, địa chỉ. Đây là địa chỉ liên kết Padlet. Cái địa chỉ này các thầy cô có thể thay đổi được, tuy nhiên là với cái địa chỉ này thì các thầy cô phải đánh liền. Ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn. Ghi môn vào đây. Ví dụ tôi ghi là vật lý liền. Đấy. Và cái địa chỉ này thì các thầy cô có thể copy cái địa chỉ này và đưa lên cái nhóm của học sinh để học sinh có thể theo cái địa chỉ này vào để đăng cái phần bài tập của mình lên cái trang Padlet này. Tiếp theo, đến phần hình nền. Hình nền ở đây thì có rất nhiều dạng hình nền, ví dụ màu đơn này. Màu đơn thì các thầy cô có thể lựa chọn. Lập tức là giao diện thay đổi. Đây là màu, một màu. Tiếp theo độ dốc. Đấy. Màu độ dốc. Có thể lựa chọn bất kỳ. Về họa tiết hoa văn. Có rất nhiều họa tiết hoa văn. Có thể lựa chọn. Tiếp theo điện ảnh. Ảnh này. Có rất nhiều loại ảnh. Thầy cô có thể lựa chọn. Hoặc là thêm hình nền riêng của bạn từ máy tính. Hoặc là tải lên, chụp, vẽ, đều được. Đến phần quyền tác giả. Đối với mỗi bài đăng. Thì đây thì các thầy cô có thể để yêu cầu hiện tên quyền tác giả trên mỗi bài đăng. Thì ở đây thì đối với lại những cái học sinh mà đã có cái tài khoản đăng nhập thì sẽ hiện tên của cái tài khoản đăng nhập đó. Còn nếu như học sinh mà chưa đăng ký tài khoản thì sẽ hiện lên là vô danh. Thì đối với những học sinh mà chưa có tài khoản thì các thầy cô khi mà học sinh đọc bài thì các thầy cô có thể yêu cầu học sinh là ghi tên mình vào và đó lót lên. Tiếp theo, đến vị trí của bài đăng thì các thầy cô có thể chọn đầu tiên hoặc là cuối cùng. Bình luận, ở đây cho phép người xem bình luận về bài đăng. Ở đây có thể là cho phép thì chuyển sang bên này. Còn như tôi là tôi thường là không cho phép để học sinh tránh tình trạng là nó có thể ghi những cái bình luận chưa đúng với chủ đề. Về các phản ứng. Phản ứng này thì có thể là không có này, có thể là phản ứng thích này, hoặc là bình chọn này, sao chấm này, hoặc là chấm điểm. Chấm điểm thì đây là người ta trong 100 nhưng chúng ta thì điều chỉnh cái thang điểm số 10. Ví dụ đây tôi ghi là bài kiểm tra chẳng hạn. Ngày nào đó. Ví dụ như ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2021. 22 chẳng hạn. Đây thầy cô hoặc là các thầy cô có thể đổi tên hạng mục là bài tập. Nhóm 1. Tiếp theo này. Bài tập. Nhóm 2. Tiếp bài tập. Nhóm 3 chẳng hạn. Các cô lưu ý như vậy. Tiếp theo vào phần setting. Tiếp tôi giới thiệu tiếp. Bảng màu. Bảng màu thầy cô có thể lựa chọn cái màu. Rồi phông chữ. Thầy cô có thể lựa chọn những cái phông chữ. Chúng ta thấy là cái phần phông chữ ở phía trên màn hình giao diện này nó đã thay đổi rồi. Bình luận. Các phản ứng. Tiếp theo yêu cầu phê duyệt. Cái phần yêu cầu phê duyệt này rất là quan trọng. Thế thì với cái phần yêu cầu phê duyệt này, nếu như các thầy cô mà không chuyển sang bên tay phải, nó không hiển thị nút màu vàng này thì là học sinh có thể xem bài lẫn nhau. Nhưng nếu như các thầy cô mà chuyển sang bên tay phải màu vàng như này thì chỉ khi nào giáo viên duyệt thì học sinh khác mới có thể xem được. Tiếp theo vào lọc ngôn ngữ tục tĩu. Thầy cô lưu vào. Rồi đóng. Tiếp theo các thầy cô có thể thay đổi. Đây. Các thầy cô có thể thay đổi cái định dạng. Đây là chúng ta đang chọn cái dạng giá, thì cô có thể thay đổi cái dạng từ. Đấy, nó sẽ khác. Nó sẽ nằm ở đây. Thì cô có thể lót chủ đề bất kỳ. Chủ đề bất kỳ.
Thầy cô chọn bất kỳ. Đây, tôi có thể chọn để cho thầy cô xem. Đây chỉ việc là lựa chọn, sau đó đợi nó loát chuyển màu như này, thầy cô vào xuất bản. Nó sẽ xuất hiện trên màn hình. Đấy. Thầy cô vào dấu ba chấm này. Sau đó từ thầy cô vào thay đổi định dạng này. Thầy cô lựa chọn các dạng mà thầy cô mong muốn phù hợp với lại cái công việc của thầy cô. Đấy. Phải tập rơi với nhóm 3. Còn đối với các nhóm khác thì khi mà chúng ta gửi cái đường link thì tôi sẽ thử chia sẻ đường link cho các thầy cô xem. Đây thầy cô bật chia sẻ này. Sau đó thầy cô có thể nhận mã QR này. Chiếu mã QR trên màn hình để cho học sinh có thể sử dụng điện thoại để quét mã QR. Và sau khi quét xong thì nó sẽ chuyển đến cái trang Padlet này của các thầy cô. Và thầy cô nhận cái đường link sao chép. Sau đó thầy cô có thể mở Zalo hoặc Facebook. Và thầy cô sao chép vào. Mở sau đó các thầy cô có thể sao chép vào. Để cho học sinh nó có thể vào được để học sinh nó đăng bài. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ các cái hướng dẫn để có thể tạo một cái trang Padlet để cho học sinh nó có thể nộp bài lên. Thầy cô có thể thay đổi phông nền tùy thầy cô. Thầy cô lưu lại đấy là cái phần tôi chia sẻ về cái cách tạo cái đây trang là Padlet. quên lúc trước là đặt tên tiêu đề mình chưa được ghi lại nên lại quay lại cái tiêu đề ban đầu lớp. Môn vật lý như vậy. Đó. Đây thêm hạng mục thì các thầy cô thấy vào phần thêm hạng mục để đi bài tập. Đúng ạ. Khi mà học sinh muốn đẩy bài lên thì thầy cô vào chia sẻ. Thầy cô sao chép cái đường liên kết này. Sau đó thầy cô paste vào vào phần vào nhóm học sinh. Học sinh cứ vào cái đường liên kết đấy thì học sinh có thể vào. Và vì khi vào thì học sinh đã vào được cái trang này rồi. Và cái trang này thì các em mới vào cái phần dấu cộng này. Sau đó các em có thể tùy em đây là tải lên tệp ảnh đính kèm hình ảnh tìm kiếm hình ảnh hoặc là những cái khác nữa, thêm những cái phần khác nữa. Đây, có thể là ghi âm hình vẽ này, liên kết YouTube này, camera này, rất nhiều. Đấy, các em có thể tìm hiểu thêm. Sau khi tải tệp lên rồi thì có em có thể viết. Nếu như bạn như các em nào mà chưa có tài khoản thì sẽ các em đó sẽ là vô danh thì có thể ghi tên của mình vào đây. Vô tên là Vũ Thanh Hải. Rồi em chọn một cái ảnh kỳ và em vào xuất bản thì nó sẽ lên nhóm. Đấy, thế còn em nào mà có tài khoản thì không cần phải ghi tên nữa, nó sẽ hiện luôn tên tài khoản của em ở đây. Đấy là hướng dẫn các thầy cô về cái phần học sinh có thể đăng bài. Thì quay lại cái bảng điều khiển Padlet một chút. Thì cũng lúc trước tôi cũng đã nhắc đến là cái phần cái bản basic free này, miễn phí này thì có những cái giới hạn. Thì giới hạn của cái bản basic này thì cái trải nghiệm của bản basic này thì các thầy cô có chỉ có thể tạo được 5 Padlet. Chỉ có thể tạo được 5 Padlet. Tôi tạo 5 Padlet. Tôi tạo palette thứ tư và một palette nữa là palette thứ năm.
Đây, thầy cô chỉ có thể tạo thêm được 5 palette. 5 palette nhỏ trong cái phần này. Thế còn nếu muốn tạo thêm thì các thầy cô sẽ lập cái palette khác. Đây, nếu như mà các thầy cô mà tạo đến palette thứ 6 ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là cái bản này là cái bản giới hạn. Nếu muốn nâng cấp thì phải mất tiền. Tuy nhiên là chúng ta không cần thiết, chúng ta có thể sử dụng cái tài khoản khác để các thầy cô lập cái palette khác. Đây với lớp một cái palette này thì được 5 palette nhỉ. Tôi vào đây để thao tác lại cho thầy cô một lần nữa để cho nó các thầy cô dễ hiểu. Đầu tiên là ở cái cột dọc bên phải này, các thầy cô vào đây là có thể ghi tên, tiêu đề. Vật lý mô tả thì thầy cô cảm nhận kinh nghiệm thì thầy cô xóa cái dòng mô tả đi để ghi lại kinh nghiệm tình cảm biểu tượng có hay không thì tùy thầy cô. Tiếp địa chỉ liên kết, nếu thầy cô có thể sao chép, ấn vào đây là sao chép. Khi sao chép là thầy cô dính cái đường link này vào trong cái nhóm Zalo, Facebook của các em học sinh thì các em sẽ nhận được cái đường link này, các em kích trực tiếp vào đây thì nó sẽ vào được. Quyền tác giả thì các thầy cô chuyển sang bên phải thì tên tác giả sẽ hiện mỗi bài đăng tên của học sinh ấy, với cái điều kiện là các em phải có tài khoản của Mai ạ. Vị trí bài đăng có thể đầu tiên hoặc cuối cùng tùy các thầy cô. Cái phần này cho phép bình luận, người bình luận xem về bài đăng. Thì đây là cho phép hay không thì tùy thầy cô. Như tôi là tôi sẽ không cho phép. Lý do là học sinh nó có thể bình luận những cái mà chưa đúng chủ đề. Các phần ứng tùy các thầy cô. Có thể là không có hoặc là có thể lựa chọn team hoặc là bình chọn và chấm sao tùy các thầy cô. Hoặc là điểm. Lọc nội dung. Yêu cầu phê duyệt này thì cái này rất quan trọng này các thầy cô. Vì cái yêu cầu phê duyệt này, nếu như các thầy cô mà chuyển sang bên phải này nó hiện lên màu vàng đấy rồi thì học sinh nó có thể là đăng bài lên nhưng ví dụ bạn A đăng bài lên thì bạn B sẽ không nhìn thấy. Khi nào muốn nhìn thấy thì giáo viên phải duyệt thì mới có thể nhìn thấy được. Lọc ngôn ngữ thực tiễn. Bắt đầu bài. Tiếp theo có thể cô vào để lựa chọn những cái định dạng. Tôi hay dùng cái dạng giá dễ dùng. Đấy, đơn giản chỉ có thế. Đây, quay lại bảng điều khiển đấy. Lưu ý thầy cô là vì cái phiên bản cái bản basic này bản trải nghiệm free nên là chỉ được 5 cái palette nhỏ, đây chính là cái giới hạn lúc trước mà tôi cũng đã nhắc đến. Tiếp theo là cái tham gia một palette này. Các thầy cô có thể nhập mã, ví dụ ở đây mình nhận một cái mã URL này, mình nhập ở đây thì nó sẽ chuyển sang cái palette đó. Và palette đã được chia sẻ, thầy cô có thể tham gia một cái palette của ai đó, thầy cô có thể chia sẻ về trang palette của mình được. Đây, tôi xin chia sẻ với các thầy cô, đây là một cái Padlet khác của tôi đã lập. Ở đây thì tôi đã lập với một số lớp học ở lớp 9A này, Padlet đối với lớp 9A. Đây. Tôi lập tạo Padlet này ở dạng giá. Thì sau khi dạy trực tuyến xong thì yêu cầu các em học sinh là chụp ảnh gửi vào đây. Thì với những cái bài mà có chữ bài các em gửi mà không có tài khoản thì nó hiện lên đây là vô danh này các thầy cô này.
thì các em phải đánh tên vào đây. Thế còn đây là chữ duyệt, thì ở cái phần đã chia sẻ với thầy cô đấy. Cho thầy cô vào ba dấu ba chấm này. Cho thầy cô vào phần shifting này. Và có chữ yêu cầu phê duyệt này. Đấy, các thầy cô kéo sang bên phải. Thì các thầy cô sẽ thấy là khi học sinh nó nộp lên ấy, thì nó sẽ xuất hiện chữ duyệt này. Thì ví dụ học sinh A nộp. Học sinh như đây, học sinh tôi là học sinh Quan Văn Anh nộp. Mà tôi không ấn vào chữ duyệt này thì học sinh Quan Quốc Huy này không thể nhìn thấy. Sẽ không thể nhìn thấy bài. Thì cái phần này là nó rất là cái phù hợp cho việc học sinh nộp bài tập. Một bài tập đây, ví dụ như bài tập này học sinh nó có khi mà nộp lên đây học sinh nó không thể nhìn bài của bạn khác được, còn học sinh nộp vừa ghi. Đây là cái phần mà tôi quản lý các em học sinh làm bài tập và vừa ghi. Thế thì nếu như mà trong quá trình các thầy cô dạy thì cái này cũng rất là phù hợp khi học sinh nó hoạt động nhóm. Khi mà học sinh hoạt động nhóm thì có thể, hoặc là trước bài tập thì có thể là nó nộp bài này là chúng ta sẽ chia sẻ màn hình ở trong cái phần Zoom này, chúng ta sẽ có thể chữa trực tiếp cho học sinh được. Chữa trực tiếp cho học sinh được. Học sinh nó học nó có thể nhìn thấy. Ở những cái cột ở trong này thì chúng ta thoải mái để tạo ra những cái cột dạng giá như này. Còn nếu như các thầy cô muốn thay đổi cái định dạng thì tôi cũng đã nhắc đến rồi. Thì thầy cô vào cái ba chấm này, các thầy cô vào thay đổi định dạng này. Đấy. Ví dụ đề dạng tường này, thầy cô sẽ thấy sự khác biệt. Các thầy cô đợi vài phút này, nó sẽ ở dạng như thế này. Tường. Tường sẽ như thế này. Thế còn các thầy cô vào dạng dòng ngang. Mình sẽ thay đổi định dạng như thế này. Các thầy cô chờ đợi trong giây lát. Sẽ ra dạng dòng ngang như một cái bản tin dài vô tận. Tiếp theo các thầy cô có dạng bản đồ. Đây sẽ ở dạng bản đồ như này. Cái 1, 2, 3, 4. Các thầy cô có thể vào dạng khung nền Kanban. Khung nền Kanban nó sẽ như thế này. Khung nền cao hơn. Đấy, chồng lớp lên như vậy. Các thầy cô vào dạng dòng thời gian. Đấy. Nó theo dòng thời gian thì cô. Nào một trước một sau thì có thể ở dạng dòng thời gian này chúng ta sẽ nắm được. Đây là 3 ngày. Đây kia là cách đây là 4 ngày đấy thầy cô này, cách đây 12 ngày này. Cách đây đây nó sẽ như thế này. Thế còn những cái chữ mà duyệt duyệt như này thì là đây là tôi chưa xem bài nên là tôi chưa ấn vào duyệt, nên là khi mà tôi chưa ấn vào duyệt thì em học sinh khác thì không nhìn thấy, chỉ có em nào nộp bài của em nào thì em mới xem được thôi. Tôi thường dùng cái dạng giá thầy cô.
Thế còn vào cái chia sẻ này, cái này rất quan trọng với thầy cô. Có thể nhận mã này. Các thầy cô có thể đưa cái mã lên để học sinh có thể sử dụng điện thoại để quét mã. Quét mã là đến đường link luôn các thầy cô ạ. Hoặc là các thầy cô có thể sao chép liên kết. Sao chép xong các thầy cô có thể đưa vào Zalo hoặc là nhóm Facebook của học sinh. Học sinh vào phần đấy thì sẽ chia sẻ được. Đây là cái bảng palette. Thế thì thầy có thể tạo những cái palette khác nhau. Ta có thể lưu hình ảnh, lưu những cái thông tin của học sinh, quản lý học sinh trong quá trình học trực tuyến. Thế thì trong video này thì tôi đã chia sẻ với thầy cô là cái cách để tạo một tài khoản palette trên Google và những cái tính năng và cách sử dụng đơn giản nhất. Thì chúc thầy cô có thể là có một cái sử dụng một cái palette. Thì cảm ơn các thầy cô đã xem video. Nếu thấy có ích thì các thầy cô sẽ mong các thầy cô sẽ chia sẻ và ấn đăng ký giúp. Xin cảm ơn các thầy cô.